Đây là nồi luộc trứng mà do tôi đun để quên lên ngủ trưa. Cạn sạch nồi nước và cháy cả hai quả trứng luôn. Rất may là hệ thống bếp từ này là hệ thống bếp thông minh và tự động tắt. Và bây giờ tôi lại phải xử lý hậu quả của việc để cháy nồi. Đây là trứng cháy. Không may vì cháy nồi mà rất là may là không có chuyện gì xảy ra liên quan đến cháy nổ. Mùi khét khét. Sau khi mà cái nồi bị cháy thì cái mùi cháy của trứng rất là nặng. Nó gây khó chịu. Vì vậy tôi có một cái mẹo là khử cái mùi cháy đun nấu này. Bằng cách là chúng ta cắt nát những nát chanh. Cắt quả một số lát chanh. Đấy. Và một cái chảo. Và sau đó thì chúng ta sẽ cho ít giấm. Giấm ăn. Và chúng ta đổ 2 cốc nước. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa lên bếp để mà đun. Sau khi mà nước sôi thì chúng ta mở vung ra để cho hơi nước này nó bốc lên khắp cái căn bếp này để khử mùi. Và các bạn cho nhớ là cho nhỏ lửa thôi. Và chúng ta để khoảng 15 đến 20 phút thì toàn bộ cái mùi hôi, mùi khét cháy do đun nấu sẽ hoàn toàn là bay mất. Các bạn không tin thì hãy thử làm xem nhé.